cô Diệu. Ủa, tôi tới đợi tụi nhỏ về nói chuyện. Chắc là sáng giờ cô cũng chưa gặp tụi nhỏ đúng không? Tôi tới đây thì tụi nhỏ cũng đi học rồi. Anh Phong có nói là trưa nay cô ghé. Cô làm gì làm đi, tôi ngồi đây coi con Phương cho. Vậy cô ngồi chơi với nó, tôi đi pha sữa nha. Mẹ đây, mẹ đây. Ơi đây, đây, trời ơi, trời ơi. Ôi, con sao vậy? Ôi, mẹ đây. Thương con quá à. Thương cục cưng của mẹ quá à. Nhớ mẹ không? Thương cục cưng nha. Ôi da, đau quá vậy nè. Ôi da, sao đau bụng quá vậy nè. Ấy da, Diệu ơi. Ủa sao tôi đau bụng chị bị sao vậy nè? Chị có sao không? Chị có cần tôi đưa đi bệnh viện không? Trời ơi sao vậy nè? Cô ngồi cô trong con Phương đi, để tôi vô trong chút xíu. Tôi dìu chị vô nha. Ôi dạ. Ôi dạ. Nín nín con. Thôi con uống sữa đi, uống sữa đi nè. Nè giỏi giỏi đây. Trời ơi, ôi dạ. Còn các người đang ở trong tay tụi tao, muốn nơi bình an thì cấm báo công an, chờ chỉ dẫn tiếp theo của tụi tao. Con Phương đã bị bắt cóc rồi nè. Chị ơi, hay là mình báo công an đi chị. Con giữ con tôi kiểu gì vậy hả? Con bị điên hả? Nó mới đi báo mà báo công an rồi, lỡ tụi nó làm gì con tôi thì sao? Có phải con tôi đâu? Anh Phong, xảy ra chuyện gì vậy? Ai bắt cóc con Phương? Dạ tụi nó bắt cóc tống tiền anh. Đây nè, lá thư đây nè, tụi nó cấm không cho mình báo công an anh. Diệu à, em để con ở đâu mà cho tụi nó bắt cóc vậy? Bình thường em cẩn thận lắm mà. Tại lúc đó chị Thúy tới chơi, rồi chị bị đau bụng, em đưa chị ra nhà sau. Khi trở lên là Phương không có ở đây nữa. Em xin lỗi anh. Cô đừng có kéo tôi vô nha. Cô không cẩn thận làm mất con Phương. Bây giờ cô còn đổ oan cho tôi nữa hả? Má, anh Phong, con tới là đã không thấy con Phương rồi. Cô ăn nói gì kỳ vậy? Sao lại đổ oan cho tôi? Cô đừng có trốn tránh trách nhiệm á mà chối tội nghe không? Con tôi á mà có bị làm sao á, tôi mới tha cho cô đâu. Trời ơi, hai đứa thôi đi. Bây giờ cái chuyện cần thiết là lo cho con Phương đây nè. Mà, mọi người ở nhà đi, con đi báo công an. Anh có được báo công an. Anh thấy tụi nó giết không có được báo công an thì sao? Anh không có thương con, anh muốn tụi nó giết con hả? Con tôi sao tôi không thương? Thì mình cứ đi báo lén luôn. Có thể là tụi nó không biết đâu. Để công an, người ta dò tìm ra con Phương. Chứ bây giờ ngồi đây hả? Làm được cái gì? Anh, tụi nó bắt cóc chuyên nghiệp vậy á, rồi lỡ tụi nó theo dõi anh sao? Tụi nó mà biết á, tụi nó giết của Phương chết. Thở mà có mệnh hệ gì á, em không sống nổi đâu. Con ơi, con đừng có báo công an. Bây giờ tính mạng con Phương là quan trọng nhất. Nếu như tụi nó muốn tiền thì mình đi kiếm tiền, mượn tiền mình đưa cho nó. Đừng có báo công an con ơi, đừng có báo. Cô đừng có khóc nữa được không? Bây giờ khóc lắm con giải quyết được vấn đề gì không? Mà sao tụi nó không thông báo là cần bao nhiêu tiền, rồi địa điểm trao đổi đâu, sao tụi nó không nói luôn đi? Chắc là tụi nó liên lạc liền thôi. Chào cả nhà. Chị Hai, chị đi hả? Phúc ơi. Ủa, có chuyện gì chị Hai? Nè, mấy người ăn hiếp chị Hai tôi đúng không? Không phải. Chứ sao chị Hai khóc? Con Phương nó bị bắt cóc rồi. Cái gì? Con Phương bị bắt cóc hả? Con Phương bị bắt cóc. Ai bắt cóc nó vậy? Là nó không có cẩn thận để con Phương bị bắt cóc. Bây giờ mới lộ cái mặt chuột của cô ra. Không phải con cô nên cô mới bỏ bê nó để cho nó bị bắt cóc đúng không? Cô đỡ đi. Anh Hải, anh nhìn kỹ bả đi. Anh còn nói bả tốt nữa không? Anh còn minh bản nữa không? Cậu thôi đi.
Diệu cũng đâu có muốn xảy ra việc này. Bọn bắt cóc này nhất định đã lên kế hoạch sẵn hết rồi. Bây giờ việc quan trọng nhất á là chờ tin tức của tụi nó để cứu lấy con Phương. Anh hai, con anh bị bắt cóc đó, anh còn minh bãi nữa hả? Nói thôi đi, tôi không có bình vực ai hết đó. Mọi người cũng thấy Diệu hàng ngày chăm sóc bé Phương cẩn thận ra làm sao. Hai người đừng có cãi nhau nữa, con Phương đang không biết sống chết làm sao cả. Tại tôi nhân nhượng anh, tôi được giao con cho anh thì đâu có ra nông nổi này. Người ngoài dù có tốt như thế nào như anh nói, làm sao bằng mẹ ruột, họ có dứt ruột đẻ ra đâu. Thôi đi mà. Chú Phong ơi, có người gửi lá thư này cho chú nè. Ai gửi cho chú vậy, con có biết không? Con không biết nữa, người ta gửi xong rồi đi. Vậy hả, chú cảm ơn con. Dạ. Coi đi này. Cái gì vậy? Cái lắc của con Phương nè. Trời, đúng là cái lắc của nó nè. Rồi. Coi trọng nó vậy này. Cái lắc của con Phương. Tụi nó bắt cóc con Phương rồi má ơi. Cái lắc của nó nè. Ở trọng nói gì vậy này? Con dọn ra ở chỗ tụi ta. Từ bây giờ đến 7 giờ tối, chuẩn bị 200 triệu tiền chuộc. Địa điểm sẽ thông báo sau. 200 triệu. Chậm một ngày thì mấy người lo mà nhận xác. Tai mắt của tụi tôi khắp nơi, báo công an thì đừng hòng gặp lại nó. Cuốn đã hắn mà. 200 triệu. Đúng là đồ ăn cướp mà. Bây giờ mày làm gì có đủ số tiền đó? Hay là mình đi báo công an đi hai? Không có được. Báo công an rồi tụi đi giết con Phương sao? Không có được báo công an. Tụi nó bắt con nhỏ gọn lẹ như vậy chứng tỏ là nó rất chuyên nghiệp. Bất quá bây giờ bán nhà, bán cửa hàng, lo cho con Phương. Cháu tôi mà. Má, không cần phải bán cái gì hết, con sẽ đi vay tiền. Đi đi con. Phúc nè, vay tiền đi. Cậu biết chỗ mấy thằng cho vay tiền đúng không? Em biết, nhưng mà tụi nó chuyên cho vay nặng lãi. 200 triệu lãi nhiều lắm đó anh. Trước mắt á, cứu con Phương trước rồi tính sau. Chờ tôi tới chỗ tụi nó đi. Nhưng mà chuyện gì vậy? Em quên nữa, em đang trốn tụi nó muốn chết. Bây giờ em mà ló đầu ra, tụi nó xử em liền á. Không ấy, em cho anh địa chỉ, anh đi tới đó vay tiền nha. Được rồi, nói nhanh lên đi. Nhà của Sáu Long chuyên cho vay nặng lãi, anh tới đó anh hỏi ai cũng biết hết. Tôi biết rồi. Còn nữa ơi. Má, nói với mọi người ở nhà, chuyện này phải giữ bí mật nha. Chuyện này chỉ có nhà mình biết thôi, đừng cho ai biết nữa. Dạ. Kể cả tôi nhỏ nữa. Dạ. Tụi nó mà có liên lạc lại, chờ con về giải quyết. Con ơi, con đi đường cẩn thận nha. Con biết rồi má. Má, má. Bác, má đang còn mệt đó. Má yên tâm đi, con sẽ đưa con Phương về. Về chăm sóc má giùm tôi nha. Dạ. Nhớ đi cẩn thận đi nha đi anh hai. Con. Tự nhiên đang yên đang lành, tụi nào ác ôn chạy không biết nữa. Con nít mà cũng không tha. Chị không biết nữa. Anh Long ơi. Anh Long ơi. Anh Long. Anh Long ơi. Bồi, coi có ai kêu trước kìa. Dạ đại ca. Có chuyện gì không? Lẹ đi. Chú Minh Long nói trọng á. Đại ca. Hả? Thằng Báo kiếm anh. Khỏe không anh Long? Chú Báo mới ra tù hả? Rót nước mà anh Báo uống mày. Dạ. Mới ra, đang lúc không có tiền, muốn qua bên anh Long mượn một ít. Chú mày không phải là đối tượng anh cho mượn tiền đâu.
Anh tao chỉ cho những thằng có tài sản mượn để sau này dễ làm việc. Ý là anh khi dễ thằng này hả? Tiền á, chỉ cần thằng này muốn là có trả thôi. Ai mà không biết. Nhưng mà biết có trả được hay không, hay là bị hốt vô bốc lịch như mấy năm về trước rồi. Không nói nhiều, bây giờ hỏi lần cuối, anh có cho mượn hay không? Không thì đừng có trách thằng này không nể tình nha. Anh biết chú mày có máu mặt giang hồ, nhưng anh đây lăn lộn trước chú mày hơn 10 năm đó. Chú mày không nghĩ coi tại sao anh còn tồn tại tới ngày hôm nay. Ở trong giới không ai là không biết anh Long. Mày đừng có hù dọa ở đây. Anh Long ơi, anh Long. Ai kêu nữa kìa mày? Dạ. Anh kiếm ai? Đây có phải là nhà của anh Long không vậy? Ừ, vô đi. Anh là anh rể của thằng Phúc mà. Sao? Tới đây trả nợ cho nó hả? Khi tiền nợ của thằng Phúc á, tính sau đi. Tôi tới mượn tiền của tôi. Vô đi. Đại ca, anh rể của ông Phúc tới kiếm kìa. Đi vô đi. Ồ, rất hoan nghênh ông chủ tiệm phở. Dạ. Bây giờ anh đang có khách, mày về đi, đừng để anh phải ra tay đó. Anh nhớ mặt tôi đó. À, chú Phong ngồi. Ừ, cảm ơn anh. Ngồi đi chú Phong. Mời chú uống nước. Chú đi vay tiền hả? Chú muốn vay bao nhiêu? 200 triệu. 200 triệu? Tôi cần tiền liền, anh có không? Sao mà chú vay nhiều vậy? Tôi có chuyện gia đình, mong anh giúp đỡ. Đối với người khác tôi còn phải suy xét, nhưng chú Phong đây á, có nguyên quán phở và cái nhà to đùng. Tôi sẽ giải quyết ngay cho chú. Bây giờ mình làm giấy nợ rồi tôi sẽ giao tiền cho chú nha. Chú cũng trả cho thằng Phúc mấy lần rồi, chú cũng biết cách tính lãi của tôi chứ? Tôi biết. Anh yên tâm đi, tôi sẽ trả đúng hẹn. Vậy là mình hợp tác vui vẻ ha. Chú viết cái giấy nợ cho tôi đi. Bồi, vô bên trong lấy tiền. Dạ, đại ca. Cô còn ở đây làm gì nữa? Cô đi đi. Cô hại nhà tôi vậy chưa đủ hay sao? Cô đi liền đi. Nè, cháu tôi mà có mệnh hệ gì, tôi tính sổ với cô đó. Nhưng mà tôi muốn ở lại đây chờ tin của bé Phương. Thỏ. Cái tụi khốn đó, không ngờ tụi nó lại lật lọng, không làm theo kế hoạch của mình. Em đi với chị tới chỗ tụi bắt cóc. Chị sợ đi một mình lỡ làm lại tụi nó sao? Tụi nó ở chỗ nào? Tụi nó chưa cho địa chỉ mà. Trời đất ơi, tại sao chị làm vậy? Chị thấy người bắt cóc con Phương hả? Nhỏ thôi. Trời ơi, tại sao chị làm như vậy? Nó là con chị mà. Tại con Diệu đó, nó dụ dỗ anh Phong. Chị chỉ muốn đổ tội cho nó thôi, rồi chị đi cứu con Phương. Như vậy anh Phong sẽ thấy chị thương tụi nhỏ như thế nào. Chị nghĩ là đây là cách duy nhất để anh Phong quay lại với chị. Nhưng mà chị cũng có ngờ tụi Hương Sẹo nó lật lọng, nó đòi tới 200 triệu lần. Ơi, sao chị làm cái trò này hả? Tụi giang hồ sao mày tin tưởng được? Nhỏ tôi bả nghe bây giờ chưa? Tại chị hết cách thôi.
chị muốn giữ hạnh phúc gia đình nên chị mới làm vậy. Phúc, bây giờ em đi với chị tới chỗ tụi nó nghe không? Mà em phải giữ bí mật cho chị. Anh Phong mà anh biết chuyện này, anh không có tha thứ cho chị đâu. Tụi nó ở chỗ cũ hả? Mày im đi cái con quỷ nhỏ. Mày khóc cái gì mà khóc dài dữ vậy? Hên là đại ca tính trước á. Ở đây được cái vắng người, chứ mà mình ở chỗ đông người, nó khóc kiểu này thế nào cũng bị phát hiện. Tao á đâu phải mới ra làm ăn đâu. Ủa đại ca, cái bà đó mà bà biết mình nâng giá tiền lên, có khi nào bà báo công an không? Tao đố bà giá báo đó để đi tù chung cả lũ hả? Chính bà bày mưu bắt cóc với mình mà. Tao sẽ chia bà 50%. Bà đã dám bỏ nhà theo trai thì không có dạy gì để mà xót tiền chồng mà chuốc họa vào thân. Dạ, mình phải liều mới có vốn là bạn được. Đại ca nói có lý á. Tiền này mà mình lấy hàng mình bán, mình khỏi cần làm mấy vụ lẻ tẻ tép riêu chi nữa đại ca. Đến đi con, đến đi nha. Nè, mày đem cái tờ giấy này đến chỗ tụi nó. Nghe tao dặn kỹ nè, chú ý quan sát cho nó kỹ, có gì về báo với tao. Dạ, em biết rồi. Thôi em đi nha đại ca. Ừ. Nè, nè, thôi được rồi, đến đi ha. Tối người ta đem tiền tới, rồi chú thả con về nha. Con đói bụng rồi phải không? Rồi thôi, nằm xuống đây đi. Rồi chú đi mua sữa về cho con nha. Nằm xuống đi con. Con nằm đó đi con. Nín đi con. Đúng là con nít, rắc rối thiệt chứ. Chắc là nó đói lắm rồi. Quay à. Sao dừng lại vậy? Có người theo dõi kìa. Giờ tính sao hả chị? Kệ tụi nó đi. Thư, tụi nó không có nói là bắt cóc tống tiền, mà chị đã la lên, rồi chỉ còn một mực ngăn cản anh Phong không cho đi báo công an nữa. Tất cả là suy đoán của cô thôi. Cô không có chứng cứ thì đừng có vu oan cho tôi. Chị thừa biết tôi có vu oan cho chị hay không. Nếu chị muốn đối phó với tôi thì chị cứ việc, nhưng đừng có lôi kéo con Phương vô. Anh Phong đang khó khăn, chị đòi tới 200 triệu, chị còn lương tâm nữa không? Nè, tôi mới đòi 200 triệu nghe chưa. Tôi với bạn với tụi nó là lấy 20 triệu tiền công, rồi xong việc á tụi nó lấy luôn. Ai về tụi nó lật lọng. Mày nhìn tao gì? Mà cũng tại cô á, tại cô hết. Tại cô cướp anh Phong nên tôi mới phải làm cái cách này. Tại bà hết đó. Tại bà mày chỉ tôi mới sử dụng cách này để níu kéo hạnh phúc gia đình thôi. Cô tôi, chị hai, chị, cô tôi, cô tôi, bé Phương, bé Phương, chị dẻo, cô chân chị dẻo. Phương ơi, để em vô. Phương, ở lại, có Diệu vô rồi, nguy hiểm lắm. Nhưng mà Phương ơi, Phương ơi. Trời, chị Diệu có sao không? Chị Diệu. Phương ơi, con ơi.
Ê Phương kìa. Phương ơi. Phương, Phương ơi. Đừng khóc mà con. Phương, Phương ơi. Phương, Phương. Phương. Phương ơi. Chị Diệu, chuyện có sao không? Chuyện có sao không? Không sao. Nhưng mà đi. Chị... Lẹ. Chị Diệu. Cô ta. Cô ta. Phúc, ẩm giùm bé Phương coi. Chị làm gì vậy? Chị phải hóa trang để phù hợp với hoàn cảnh. Đi đây. Đi. Đi. Nhanh lên. Cô thôi. Anh phụ tôi nhấc cái này lên nha. Lên. Một, hai, ba. Một lần nữa nha. Cố lên. Cố lên. Một lần nữa. Nhấc lên. Nhấc lên. Mạnh lên. Đi. Nhanh lên đi. Nè, tay cô có sao không? Tôi không sao đâu. Tôi đánh cô mấy lần, không ngờ cô lại cứu tôi. Thấy người hoạn nạn thì tôi phải giúp thôi, dù người đó là ai. Anh không sao là được rồi, tôi đi nha. Cảm ơn cô. May quá, mình tới chậm một chút thôi là bé Phương tiêu rồi. Nhưng mà em nhớ, chút nữa về nhà em phải nói là chị cứu bé Phương không? Hả? Em nói là em vô tình phát hiện ra tụi bắt cóc, rồi em kêu chị theo dõi, rồi phát hiện ra tụi nó, nghe không? Còn bà Diệu thì sao? Con Diệu á, nó có nói gì thì kệ. Mình nói nó xạo hết đi. Em phải nói chị là người cứu bé Phương, nghe không? Nhưng mà lúc nãy bà Diệu, bà xông vô lửa bà cứu bé Phương. Em nghĩ bà không có phải người xấu đâu. Nó không phải người xấu, lẽ chị mày là người xấu. Nhưng mà mình làm vậy với bà có quá đáng không? Mày mà hả? Mày bên chị mày, đừng có nhìn mặt tao nữa. Em biết rồi. Có đứa nào ở ngoài đó không? Nghe điện thoại. Nội. Nội. Nội có sao không nội? Nội. Nội có sao không nội? Ở nội vậy. Nội có sao không nội? Ba tụi con chưa về sao? Chưa nội, ở ngoài không có ai hết đó nội. Vậy mẹ con
Dì Diệu với lại con Út đâu? Dì Diệu, tụi con giờ không thấy ai hết trơn á. Trời ơi, hèn gì tiếng điện thoại không ai hay. Dạ. Trời ơi, đi đâu vậy không biết nữa à. Nãy điện thoại reo quá trời, không biết có tin tức gì không. Nội, nội ngồi đi nội. Cô Út về rồi kìa nội. Trời ơi, nhà xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà con đi chơi giờ này mới về. Trời má ơi, con cũng phải có bạn bè chứ. Không lẽ giờ con ru rú ở nhà hoài. Trời đất ơi, không có miếng nước nào luôn á. Rồi bà Diệu đâu rồi? Bà Diệu! Con không có thích bà đó đâu. Cô Út đuổi bà đi. Nhà cửa không có ai làm, con nhắm con làm được không? Con mà làm được á, cô đuổi bà đi liền. Bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Con Phương còn chưa biết ra làm sao kia kìa. Làm sao? Nội, em Phương bị làm sao vậy nội? Không. Em con không có sao hết. Chút xíu nữa em con nó về liền à. Tụi con nè, ở yên ở trong nhà, không có đi đâu hết nghe chưa. Chào ba về nghe chưa. Dạ. Mày lấp ló gì đó? Đi chưa? Hai mẹ con nhìn thấy ghét y như nhau à. Đuổi hoài mà không chịu đi. Con, ba của mày nhờ mẹ tao, chứ tao không có thèm vô nhà của mày đâu. Tao chỉ tới đây để tìm mẹ tao thôi. Đi chưa? Hai mẹ con nhìn thấy ghét y như nhau à. Đuổi hoài mà không chịu đi. Con, ba của mày nhờ mẹ tao, chứ tao không có thèm vô nhà của mày đâu. Tao chỉ tới đây để tìm mẹ tao thôi. Thằng đó con ai vậy? Nó là con bà Diệu á. Đuổi nó đi cô. Mẹ mày không có ở đây đâu, mày đi về đi. Ai cho mày đuổi nó hả? An, vô đây đi con. Ngồi đây đợi mẹ con về. Nói. Đứng ngoài đó nóng lắm con. Nội, vô đây con, đi vô đây. Nè, hai đứa. Bà ơi, bà cho con hỏi mẹ ở đâu rồi bà? Bà cũng không biết nữa, chắc là mẹ con đi đâu đó, lát nữa rồi về liền à. Má. Ôi trời ơi, con Phương. Cháu bà nội. Con cứu Phương về rồi nè má. Cái gì? Cái gì mà cứu? Sao mà mình mẩy con nhỏ bày hầy dơ giấy quá vậy? Con Phương nó bị bắt cóc. Tụi nó đòi 200 triệu kìa. Má sợ tụi nhỏ nó nghe, cho nên má mới giấu. Rủi tụi nó không biết, nó nói rằng cái là chết. Rồi con Tuyết, thằng Phong đâu? Dạ, thôi, chắc là anh đi vay tiền nãy giờ chưa có về. Đến má em. Mà má, hồi sáng á, lúc mà anh Phong anh vừa mới đi á, là con thấy một cái thằng nó rình mò ngoài đó, nên con nghi ngờ. Nên là con nói thằng Phúc á, với con á, chạy theo đằng sau. Trời đất ơi, ơn trời con tìm ra hang ổ của tụi nó. Mà má, tụi nó biết được, tụi nó phóng hỏa đốt nhà, tính giết chết con Phương. Rồi trời đất ơi. Còn xong mình vô con cứu con nhỏ, may là nó không có sao hết á. Sao em của con bị bắt cóc vậy mẹ? Tại bà Diệu á, bà trông em con không có cẩn thận để mất con nhỏ. Má, má liều mình má vô má cứu em con đó. Mẹ giỏi quá. Nội, nội đuổi má đi nội. Vì bả mà em con bị bắt cóc nè nội. Thôi, thôi, nín đi con. Nội thương, nội thương. Kìa, bả về tới rồi kìa. Bác ơi, nóng quá, nóng quá con. Bác, tao mày bị sao vậy? Rồi quần áo mày dơ hầy nữa. Mẹ. Cô kìa, cô đi đâu hả? Con Phương nó bị bắt cóc mà cô bỏ đi từ sáng tới giờ hả? Uổng công anh Phong tin tưởng rồi giao con cho người vô trách nhiệm như cô. Bác thấy chưa? Chị con á liều chết
cứu bé Phương. Ai mà thương mấy đứa nhỏ bằng chị của con chứ. Nội, nội đuổi ba đi đi nội. Vì bả mà em con bị bắt cóc này nội. Con muốn mẹ về ở với con. Nội, nội cho mẹ ở lại đi nội. Thôi được rồi, để nội nói chuyện với ba con. Một chút xíu nữa hà là cái nhà này mất tiền gì bà rồi. Bà đi về giùm một cái đi, bà đứng đó làm cái gì. Mẹ, mình về đi mẹ. Nga, thôi con về nghỉ đi con. Có tụi nó ở đây rồi. Bác cảm ơn con. Dạ, con xin phép con về. Dạ, anh thưa bà anh về. Cái thằng này, ở đây biết bao nhiêu người, mày thương mình bà hả? Mẹ mày dạy mày vậy đó hả? Thôi An, con thưa cô chú về đi con. Thưa cô chú không về. Dạ, đây có phải là nhà anh Phong không chị? Đúng rồi anh. Dạ, anh Phong bị tai nạn giao thông. Tôi thấy vừa mới có số điện thoại nhưng mà điện hoài không có được. Tôi tìm thấy địa chỉ nên đến đây báo tin. Rồi anh có sao không anh? Trời đất ơi. Trời ơi, rồi có sao không con? Có dạ, sao không anh? Anh bị cướp rồi té ra ngoài đường, bị xe tải đụng trúng. Con và một vài người đã tới bệnh viện để cấp cứu nhưng mà anh không qua khỏi. Trời ơi. Nội. 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 Nội, nội có sao không nội? Má ơi. Nội. Má tỉnh lại đi má. Má. Má cười. Má ơi. Tỉnh lại đi má. Nội. Trời ơi anh hai ơi. Anh hai. Phong mất rồi, mình có cần qua đó không mà. Bây giờ mình qua đó không có tiện. Chờ cho họ chôn cất chú sau, mình qua thắp nhang cho chú sau. Dạ. Mẹ đói bụng rồi, con đi ăn cơm xong ngồi về cho mẹ nha. Dạ. Nè, con đi đi. Dạ. Sao em lại nghĩ vậy? Dù anh bất tài vô dụng nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để hai đứa mình được ở bên nhau. Em à, em chờ anh thêm một thời gian nữa nha. Khi nào anh có công việc làm, có tiền lương rồi á, anh sẽ cưới em. Em chỉ mong ước sau này được ở cạnh anh. Dù khó khăn gian khổ cách mấy, chỉ có anh và em thì dù bữa đói bữa no em cũng cam lòng. Em đã vì anh thiếu thốn nhiều rồi, chịu cực khổ với anh bấy lâu nay. Anh sẽ cố gắng để cho em có cuộc sống hạnh phúc. Anh nhất định sẽ làm được điều đó. Anh có nhớ lúc cắm trại ở trường anh thi nấu ăn được giải nhất không? Trời ơi, cái chuyện đó làm cho tụi bạn cùng lớp nó chọc anh mất mặt luôn đó. Anh có năng khiếu như vậy sao anh không học nấu ăn? Mai mốt anh mở tiệm, em phụ anh được mà. Ừ hả? Ừ. Sao anh không nghĩ ra? Vậy thì
anh sẽ làm theo ý em. Ừ. Đợi anh chút nghe. Ừ. Diệu. Anh tặng em nè. Tay anh sao vậy? Anh Phong ơi, em xin lỗi anh nhiều lắm. Chị Sang ơi, ráng ngồi dậy ăn miếng cháo đi chị. Chị ơi, chị phải ráng ăn chứ. Em thấy mấy bữa nay chị đâu có ăn cái gì đâu. Mà chị cứ như vậy làm sao mà giữ gìn sức khỏe được chứ. Mấy đứa nhỏ nó trông có một mình chị nữa thôi đó. Cậu Phong ở trên trời cũng không có muốn thấy chị vậy nữa đâu. Từ từ thôi con. Vô đây con. Nhỏ nó về, để em ra em coi nha. Mọi người về hết rồi đó hả? Kỳ Diệu, bà kia, bà tới đây làm gì? Dì và An tới đây thắp cho ba con nén nhang. Không, không được thắp. Kì con, cho dì Diệu con thắp cho ba con nén nhang đi. Dù gì á, mém tí xíu nữa dì Diệu đám cưới với ba con rồi. Ai nói với bà hai người đó đám cưới? Thì bữa hổm á, tôi rình tôi nghe bác Sang nói rõ ràng chứ bộ. Ờ, mà bà á nha, bà cũng may mắn lắm đó. Bà mà đám cưới một cái hả, là bà mang tiếng hả, lấy hai đời chồng đều chết hết đó nha. Ơi, nói chi bà cái thứ sát phu đó. Ờ, bà nói đúng đó. Ừ. Mà bà, tôi nói bà nghe nè, sao bà ly dị với ông Phong rồi mà bà còn đeo tang chi vậy? Hả? Nè, bộ bà không nói á, người ta không biết bà có duyên hả? Chuyện nhà tôi á, về nhà giùm cái. Ủa, miệng tôi thì tôi nói chứ, chuyện rõ ràng chứ tôi có thêm tí nào đâu. Có làm sao tôi nói vậy chứ bộ, làm như tôi thèm ở đây lắm vậy. Nè, cả ba người á, không có ai là người nhà trong nhà này hết á. Muốn thắp thì vô thắp lẹ đi, rồi về giùm cái. Đi con. Thank you.
cho anh được chăm sóc mẹ con em nha. Tụi mình đã có gia đình hết rồi. Tụi nhỏ cũng không muốn có ai khác ngoài cha mẹ của nó. Thực ra bao nhiêu năm nay trong lòng anh chỉ có một mình em. Xin phép vô thăm bác một chút. Nè, cô tính vô rùa quến gì má tôi nữa đây? Tôi chỉ muốn vô thăm bác ấy một chút thôi. Cô Tuyết, cô cho nó vô thăm đi cô. Chứ nó hả, là người đã chăm sóc cho chị Sang suốt một thời gian qua đó. Chứ đâu có phải bà đâu. Muốn vô thì vô lẹ đi. Đi con. Rồi giờ giải quyết làm sao nè? Đám nhỏ này là bà nuôi phải không? Hay là bà đem về nhà em của bà? Cô Út, cô nói gì kỳ vậy? Anh Phong chết còn chưa ông đất nữa mà cô đuổi má con tôi đi làm sao? Đây là nhà của tụi tôi, mắc gì tụi tôi phải đi? Hỗn hỗn tao tán bây giờ đi nè. Chỗ người lớn nói chuyện mất dạy. Nè, giờ bà tính làm sao? Anh hai tôi đã mất rồi, bà muốn ở đây với ai? Nè, bà quả quắc thật chứ. Mày ngồi kiểu gì vậy? Nhà tao nha. Chị biết chị đánh ảnh tôi đau không? Có gì chị đánh tôi đi. Tao đánh luôn hai đứa mày bây giờ á. Nè, chưa gì á, bà đã lộ mặt rồi hả? Bà tính chiếm luôn căn nhà này hả? Chị nói cho mà nghe nè, tài sản này, cái nhà này là của anh em tao. Tao muốn làm gì kể tao. Mày người ngoài chứ có phải người trong nhà đâu mà ở đây mà lên tiếng. Chị ăn nói vậy mà nghe được hả? Ảnh đang ngồi trong nhà chứ ảnh đâu có ở ngoài đường đâu mày. Không có đánh tôi nha. Thôi mà. Trời ơi. Tôi xin các cô các cậu á, theo tôi biết á, cái nhà này nè, trên mặt giấy tờ á vẫn còn tên của chị Sang. Thì tôi nghĩ á, để cho chị Sang quyết định đi. Chuyện gì ồn ào ngoài đó vậy con? Dạ, cô chú đang cãi lộn á bà. Hình như là dành cái nhà. An, trời ơi, con ra kêu tụi nó vô đây cho bà. Dạ. Đỡ bác ngồi dậy đi Diệu. Dạ. Còn sao vậy? Tay còn sao vậy? Hả? Dạ, con chỉ sơ ý bị phỏng thôi bác. Bị phỏng hả? Bác, dù sao chị Tuyết cũng là mẹ của mấy đứa nhỏ. Bây giờ anh Phong anh chết rồi, bác cho phép chị Tuyết ở lại để chăm sóc mấy đứa nhỏ nghe bác. Nội. Cái gì vậy? Cô Út đòi đuổi tụi con với mẹ con đi kìa nội. Sao vậy? Má, bây giờ anh hai chết rồi, má cũng nhớ là bà. Má cũng biết là con người bả ra sao rồi đó. Má muốn giữ tụi nhỏ thì má giữ đi. Còn bả, má cắt đứt mối quan hệ luôn đi, cho nó khỏe. Để không thôi hả, mai mốt bả giở trò nữa. Nội, nội đừng có đuổi mẹ con đi mà nội. Giờ tụi con chỉ còn mẹ. Giờ tôi đưa trước cô nhiêu đây nè. Dạ. Cô đếm đi, rồi ký cho tôi một chữ. Dạ, đưa đây con ký cho chú. Ráng nha, lo thủ tục cho xong đi. Rồi còn nhiêu á, tôi đưa hết luôn. Dạ, chú yên tâm đi, con sẽ hoàn thành thủ tục sớm cho chú. Chắc chắn nha. Với lại chú cũng biết là con cần gấp số tiền còn lại mà. Đếm tiền đi. Trả cho tụi cho dai xong.
Còn dư tiền, mình mua chiếc xe cho mình, coi như xí được miếng nào hay miếng đó. Ý coi. Ngon lắm anh. Nhưng mà em nghĩ anh phải để thêm một chút gừng thì gia vị sẽ đậm đà hơn. Thêm một chút gừng. Có lý nha. Tối nay anh sẽ nấu lại để ngày mai khai trương luôn. Ngày mai khai trương rồi, không biết làm sao ta. Quán nhất định sẽ đông khách mà, anh phải tự tin lên chứ. Nhờ cái hồi đi học, anh kèm bài cho em đó. Lúc đó anh như ông thầy giáo. Dù anh chỉ hơn em có một lớp, nhưng sao em thấy anh thật trưởng thành và tự tin. Lúc đó em chỉ cần ánh mắt của anh nhìn em âu yếm mỗi ngày là em thấy mãn nguyện rồi. Bây giờ thì em đã mãn nguyện rồi đó. Có được một quán phở như ngày hôm nay, tất cả là nhờ công của em. Cho nên em sẽ được anh nhìn hoài mỗi ngày. Em biết không, trước khi gặp em, anh là một kẻ mất phương hướng. Gia đình anh á đều theo nghề xây dựng. Ông của anh á là kỹ sư công chánh, nhưng mà tới đời anh á, anh làm gì cũng đổ bể, không có nghề nghiệp gì ra hồn hết. Tối ngày chỉ biết xòe tay ra xin tiền của má mà tiêu xài. May mà nhờ cô em khuyên anh nên anh mới đi học nấu ăn. Không ngờ anh lại thấy yêu thích nghề nấu ăn này. Anh nhất định sẽ cố gắng duy trì và phát triển quán phở này. Tới đời con cháu của mình sau này, tụi nó sẽ biết món phở là kết tinh từ tình yêu của tụi mình và cả quán phở này nữa. Em ăn đi. Nè. Nhìn bà không có ra luôn đó. Tám hả? Ồ, nín đi. Thì con, người ta hàng xóm, người ta quan tâm, người ta qua có cần giúp gì không? Nín đi, nín người đi. Ta tốt bụng người ta giúp cho. Thôi, biết nhau quá, khỏi giả bộ. Bà đi về đi. Không cần, thôi tôi đi về. Làm gì ghê vậy? Nín đi con. Mà em biết tiết kiệm mà em phung phí vậy. Rồi mai bố biết tính làm sao? Tiền này á là cũng có phần tôi, mắc gì tôi không được xài. Nếu như bà sợ không có tiền thì bà kiếm việc bà làm đi. Còn nếu như mà không muốn ở nhà này nữa thì mẹ con bà cuốn gói ra khỏi nhà. Tôi còn khỏe nữa à. Ê bà, nói nghe nè. Ủa, bộ quán phở bán rồi hả? Mà tôi thấy bà cũng có tuổi rồi, hồi đó giờ không có đi làm cũng khó xin việc làm lắm à. Chồng mất ba đứa con, rồi thêm một mẹ chồng bị bệnh nữa. Thiệt á, tôi nói thiệt á ha. Bà thấy độc thân như tôi có phải hay không? Tôi nói thiệt, kệ tôi. Bà nhiều chuyện quá nên mới ế. Hay quá ở đó còn khoe. Chị hai, bán nhà được rồi hả? Người ta chồng tiền luôn rồi chị, còn 10% nữa, đợi giấy tờ xong người ta trả luôn. Còn tiền này em đi trả nợ, rồi em mua một căn nhà nhỏ, chuộc lại cái xe. Chị hai, nếu mà chị chịu không nổi bà Nga mụn ruồi đó đó hả, chị cứ dắt tụi nhỏ qua đây ở với em. Còn dư một ít á, em đưa cho chị. Chị bán một gánh hàng rong, hay là chị mở tiệm tạp hóa nhỏ chị buôn bán ngay chị. Mày nhìn cái mặt chị mày vậy, mày đi bán hàng rong hả mày? Chứ em đâu có nhiều tiền đâu mở một cái quán bự chà bá cho chị. Thôi, để từ từ tính đi.
Thôi, để bây giờ em qua bển trả tiền cho tụi chủ nợ. Nếu không á, tụi nó qua đây la sùm phiền lắm. Rồi em tính chừng nào em dọn? Ngày mai em mướn nhà trọ, mướn ở đỡ, chợ mua nhà mới. Để em đem tiền vô chổng cất rồi em đi nghe chị. Ủa mà quên nữa, chị qua đây có chuyện gì không? Thì tính qua mượn tiền em mua sữa cho con Phương, rồi đồ ăn cho mấy đứa nhỏ nữa. Cái con quỷ Nga đó, nó giữ tiền ngày cho có mấy chục ngàn, đủ xài gì đâu. Cái bà mục rùa này quá đáng thiệt chứ. Chị cầm đỡ như đây đi. Có gì vậy? Em vô trọng cất túi rồi em đi. Cảm ơn em. Cất cẩn thận đó. Chị yên tâm đi. Có đứa nào ngoài đó không? Dỗ con Phương, sao để nó khóc dữ vậy? Sao nhà chống quê chống quốc vậy ta? Chị Hai ơi, chị Hai. Ủa chị Hai đi đâu rồi ta? Gì đây? Mày hồn lắm nha. Mày hồn lắm nha. Cứ anh hai cậu. Nè cậu, bày làm gì vậy kìa cậu? Nè, ai cho bà đánh nó vậy? Thì nó mất dạy, tao phải dạy nó chứ làm sao. Bà thấy nó bận đồ đi học không? Nó có ăn, nó có dạy đàng hoàng. Bà cũng chẳng ăn chăn quấn lắm, có hiền lành gì đâu. Giờ sao? Mày nói gì mày nói lại coi. Mày muốn gây sự với tao, kiếm chuyện với tao phải không? Tôi không có rảnh, tôi không có dư hơi kiếm chuyện với bà. Tôi đi kiếm chị tôi. Mẹ đi đâu chứ có gì? Mẹ tụi con đi á, có xách theo gì không? Dạ, tụi con không biết nữa. Lúc tụi con đi học về không thấy ai ở nhà đó. Để con vô phòng coi thử. Ê, cái thằng kia, bộ nhà mày mày muốn vô vô hả? Mày đứng lại chưa? Thằng kia. Cô giữ em Phương á nha. Hả? Trời ơi, tự nhiên kêu tao giữ. Nữa thôi thôi, đụng tới là khóc à. Ủa đồ của mẹ con đâu hết rồi? Trời, cái gì vậy? Sao đồ đạc tùm lum? Đừng có nói là bà bỏ đi nữa nha. Chị Hai, vậy là chị Hai đi thiệt rồi. Mẹ tụi con viết thư để lại cho cậu, nói là tìm được sang Úc. Sao mẹ lại bỏ tụi con đi nữa? Mẹ ơi, có phải cậu gạt tụi con đúng không? Hồi sáng mẹ có nói gì tới tụi con đâu? Mẹ tụi con đi thiệt rồi, nhưng mà còn cậu, cậu sẽ lo cho tụi con mà. Nga, Nga, trời ơi, sao ông trời ông đối xử với tôi tệ vậy nè? Tôi sắp chết rồi mà cũng không được thanh thản nữa. Trời ơi là trời. Ba, ba đừng có buồn nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Con biết là con vụng về, nhưng mà tụi nhỏ ở với con á, đỡ hơn là không có ai lo. Con ơi, bác biết là con rất nhiệt tình, con rất là tốt. Nhưng mà bác tính vậy nè, con tới nhà con Diệu, con nhắn nó tới đây để bác nói chuyện với nó. Bác tính kêu bả? Ừ. Bác tính kêu chị giúp việc tiếp hả bác? Bác bây giờ chỉ biết nhờ con Diệu thôi. Dù bác biết con là ruột thịt, con rất tốt với tụi nhỏ, nhưng mà làm sao mà chu đáo như con Diệu được. Nó chăm sóc từng chút, mà nhất là hai đứa con gái sau này nó lớn lên nữa con. Lần trước con bỏ con Phương ở nhà một mình con đi đó. Bác dám lấy danh dự của mình mà khẳng định với con á, con Diệu nó tốt hơn con Tuyết rất nhiều. Nếu con mà nhất định cứ đưa tụi nhỏ đi á, thì con đừng có trách bác làm lớn chuyện đó. Thật sự lúc chị cứu bé Phương trong căn nhà cháy đó, con đã biết chị là người tốt rồi. Con cũng biết chuyện đó nữa hả? Trời ơi, vậy mà con còn theo phe chị con, đổ oan cho con Diệu. Con xin lỗi bác, tại con muốn chị con có thể lấy lại tình cảm của anh Phong và bác, hàn gắn hạnh phúc gia đình mình. Bởi vậy con mới nói dối để che giấu sự thật. Chuyện bé Phương bị bắt cóc á, Thiệt ra là làm sao? Hả? Thiệt ra là chị con cũng tìm cứu bé Phương. Có điều á, là chị Diệu đến cứu trước thôi. Để bây giờ á, con đi gặp chị Diệu nói chuyện. Con giúp giùm bác. Con đi nghe. Thằng Phúc nó như vậy, có thể là chính con Tuyết đã tạo ra vụ bắt cóc con Phương để đổ oan cho con Diệu. Cầu trời không phải là như vậy, chứ nếu không thì con Tuyết thiệt là quá tệ. Quán cơm con. Dạ. Con viết cái gì nhiều vậy? Mẹ không được coi đâu á. Mẹ không có coi đâu, tại trong đó là những bí mật riêng của con mà. Dạ. À, chừng nào con thi học kỳ? Dạ, bắt đầu từ thứ ba tuần sau là con thi rồi mẹ. Ừ, ráng thì tốt nha con. Dạ, con sẽ cố gắng được 10 điểm hết luôn. Vậy là con sẽ đứng nhất lớp. Mấy bữa nay đi bán lại mất mối hết trơn, rồi mẹ bán hơi ít. Để tuần sau con thi, mẹ sẽ mua nhiều đồ ăn về nấu cho con nghe. Con thấy ăn vậy là ngon rồi, ngon hơn nhà chú Phong luôn đó mẹ. Nhà chú Phong nhiều đồ ăn mà, sao lại không ngon bằng nhà mình? Thì bây giờ chỉ có con với mẹ thôi, không có tụi kia. Ừ, thôi con ăn cơm đi con. Dạ. Nè, ăn đi con. Chú Phong tới rồi mẹ. Chị Diệu, anh kiếm tôi có chuyện gì? Hay là bác với mấy đứa nhỏ có chuyện? Chị hai tôi bỏ đi rồi, bác nhờ tôi qua chở chị gặp bác một chút. Chị Tuyết bỏ đi rồi, bà lại muốn mẹ qua bển làm nữa hay gì? An, thôi được rồi, để tôi qua, anh về trước đi. Bây giờ chị có rảnh không? Tôi chở chị đi luôn. Ừ. An, con ăn xong rồi học bài. Mẹ qua coi bà một chút rồi mẹ về nghe. Vậy mình đi. Con cho cái bà này vô nhà mình đâu? Có phải nào đuổi mẹ con đi để rước bà
này về đúng không? Nè nè, hay quá ha, hay quá. Nè nè, không có được hỗn với bà nội nghe chưa? Mẹ con đi á, không có liên quan tới ta hết, biết chưa? Tụi con không có cãi lời nội nữa. Người lớn người ta đã tính như vậy rồi. Từ ngày mai, dì Diệu và An sẽ tới đây để giúp mình. Rồi dì với An cũng sẽ ở luôn buổi tối nữa. Anh nè. Hai, Diệu. Dạ. Con qua đây với bác. Bác biết sức khỏe của bác, cũng không biết sống chết khi nào. Con coi như vì chút tình nghĩa cũ với thằng Phong, có gì con coi sóc mấy đứa nhỏ giùm bác. Ráng cho tới khi nào tụi nó lớn một chút, nó tự lo cho bản thân mình được nghe con. Coi như bác cầu xin con đi Diệu. Bác đã nói vậy, phận như con làm sao từ chối được. Hơn nữa, anh Phong, anh đã giúp đỡ mẹ con rất nhiều. Còn con chưa đền đáp được gì cho ảnh hết. Con sẽ chăm sóc tốt cho tụi nhỏ. Bác cảm ơn con nhiều lắm. Trời ơi, ông trời tính ra cũng còn tốt với bác. Khi đặt để một người tốt như con ở bên cạnh để giúp đỡ gia đình này. Bác đừng nói như vậy. Bác nghỉ ngơi đi, con về bên nhà thu xếp các thứ, rồi ngày mai con qua nha bác. Ngày mai con qua nghe con. Dạ. Phúc. Dạ. Con phụ với chị Diệu nghe con. Dạ. Con xin phép. Thưa bác, con về. Bác nghỉ ngơi. Bác cảm ơn con. Chị Diệu. Để tôi đưa chị về. Thôi được rồi, cậu vô nhà với mấy đứa nhỏ đi, tôi tự về được. Bây giờ trời cũng đã tối, tôi cũng tiện đường mà. Với lại tôi cũng không ở lại đây đâu. Mất công mà nghe, bà lại nói tôi dòm ngó căn nhà này. Còn cái nôi con Phương, tôi giờ qua phòng đặc kẹt với con Thư rồi. Tôi có dặn tối ba anh em tụi nó coi chừng với nhau. Tôi thấy có lỗi với chị quá. Dù bé Phương bị bắt cóc, chị em tôi đối xử với chị như vậy, chị không giận hay sao? Mà bây giờ chị còn giúp chị em tôi lo cho tụi nhỏ nữa. Bị vu oan mà nói không giận là giả tạo. Sở dĩ tôi không lên tiếng là vì tôi thấy thương tụi nhỏ. Tôi cũng là một người mẹ. Lúc đó tôi nghĩ chị Tuyết làm như vậy là muốn được trở về với tụi nhỏ, cho nên tôi mới im lặng cho qua. Tôi thiệt không ngờ chị Tuyết lại bỏ tụi nhỏ ra đi thêm lần nữa. Dù sao chị ấy cũng là chị của tôi. Chị tôi quá nhiều lỗi lầm rồi. Tôi mong chị đừng nói ra sự thật dù bắt cóc bé Phương. Chừa cho chị tôi một con đường quay về, được không chị? Thôi, chuyện cũng qua rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là phải chăm sóc cho tụi nhỏ. Ừ.
Bà tới nhà tôi làm gì? Từ ngày mai á, chị Diệu sẽ về đây làm người giúp việc luôn. Nhà tôi không có thuê bà làm. Bà có lo được cho má bà với tụi nhỏ không? Nhà có người bệnh con nít mà đi chơi giờ này mới về. Nè, cái này á là do bác quyết định. Có gì á tự vô trong nói chuyện với bác đi. Má ơi. Kệ bà đi, mình về chị. An qua đó ở và giúp việc cho họ. Chị Thu, chị nói mẹ con đừng có đi đi. Ở bên nhà đó tụi nó hay ghét lắm. Họ không có thân thích gì với mình á, mà mẹ cứ nhất định tới giúp họ hoài à. Em thấy thằng An làm như nó không muốn đi, mà nhà đó cũng phức tạp quá trời. Bây giờ anh Phong chết rồi, chị dây dưa chi nữa? Chính vì anh Phong không còn nữa nên chị càng phải trả ơn cho họ. Chị nợ anh Phong quá nhiều rồi. Mẹ thương gái con không à? Mẹ thương chú, thương tụi nó, cho nên mẹ mới cứ đòi tới nhà đó ở hoài. An, con muốn mẹ đánh đòn hả? Đi qua bệnh trước cho mẹ. Con không đi. Thôi, để em khuyên nó cho. Chị quyết định vậy rồi, em cũng không cản được. Em cũng đang rảnh, lát em phụ chị dọn dẹp. Em nói chuyện với thằng An nha. Ừ, cảm ơn em nha. Ừ. Nè, con làm như vậy mẹ con buồn, con không thấy tội nghiệp hay sao? Chị Thu, qua bên nhà đó họ toàn ăn hiếp mẹ con không à? Từ giờ có gì ai ăn hiếp mẹ con, dì xử cho hả? An, dì Thu là số mấy? Dì Thu là số 1. Thấy chưa, cứ theo mẹ con đi, dì để ý cho hả? Giờ sao? Ý sao? Có đi không? Không đi là tôi giận, mới mốt tôi không qua thăm nữa bây giờ á. Đi không? Dạ. Ngoan. Đi. Bản hiệu phở chính phong của mẹ nè. Ê, cái này nặng lắm, để dì xách cho. Con phụ mẹ đi ha. Phụ mẹ đi. Để xách cho. Chuyện gì làm sao mà ngồi túm tụm ở đây vậy? Dọn dẹp nhà cửa đi chứ. Tụi con mắc giữ em mà. Cô Út nãy giờ không thấy nó khóc hả? Ôi nín đi em. Trả keo với cô mày hả? Nói một câu là trả lời một câu à. Mới mày lớn là hỗn láo rồi. Khóc nữa nha. Thứ gì nói hoài không nghe. Cái nhà này riết như cái trại tị nạn vậy đó. Ai muốn tới là cứ cho tới à. Con với mẹ con tới đây là chỉ phụ giúp việc cho bà thôi chứ bộ. Thêm một thằng trả treo nữa. Bà dạy con bà hay quá ha. An, không được hổn. Tôi thấy nó nói đúng mà. Đúng cái gì? Bộ định tới đây ở ké nhà tôi nữa hả? Tôi đến đây để phụ chị Diệu thôi. Đồ để đâu chị? Để em đem vô cho. Em để gian nhà sau á. An, con phụ gì đem đồ ra sau cất đi con. Dạ. Mình đi gì? Phương ngoài nha. Ồ, đây gì đây gì cái đây con. Cái bà này ai cho bà đụng vô em tôi? Trời ơi, mày đưa cho bà dỗ giùm tao một cái đi. Khóc hoài à. Nhức đầu muốn chết vậy. Khóc mà tao khát nước giùm luôn á. Ồ, dì thương, dì thương. Ồ, nín con, nín. Ồ, dì thương ha, dì thương. Dạ, mẹ, con cất đồ xong hết rồi. Kiệt, Thư,
với con nữa, dọn dẹp lại đồ đạc nha. Về cho em Phương uống sữa xong rồi về lau nhà. Bà với nó tới đây giúp việc nhà tôi, mắc gì tôi phải làm? Đó giờ tụi tôi đâu có phải dọn đâu. Kiệt, Hương, dì chỉ muốn tập cho tụi con tính tự lập từ nhỏ thôi. Đồ gì ghẻ, bây giờ bà tính hành hạ tụi tôi đúng không? Ủa, Diệu mới tới chơi hả? Không, bây giờ tôi sống luôn ở đây để chăm sóc cho bác cho tụi nhỏ. Ý trời đất ơi, giờ anh Phong chết rồi. Dù gì á, có nghe nói là chị với anh Phong đám cưới, nhưng mà đâu có đám cưới đâu. Mà chị cũng đâu có phải là vợ sao của anh Phong. Tự nhiên tới đây gánh cái nhà này cho cực vậy. Trời ơi, thì anh tôi chết cũng còn cái nhà này nè. Phải tới đây nịnh nọt má tôi để coi má tôi có để lại tài sản gì không. Chứ hả, nhìn coi bà có làm cả đời cũng không được cái nhà này nữa. Tôi chỉ muốn giúp cho gia đình anh Phong thôi, chứ tôi không có ý gì cả. Chỉ có má tôi mới bị bà dụ thôi. Tôi nè, đi guốc trong bụng bà đó. Nhưng mà bà đừng có mơ. Nè, bà có im đi không? Nội nhìn cái nhà bề bộn như vậy là tôi biết bà làm biến cỡ nào rồi. Nhà có con nít, người bệnh mà không có lo, ngủ tới giờ này mới dậy. Tại vì chị Diệu có tình có nghĩa nên mới chịu tới đây làm việc thôi. Người khác còn khuya. Ê, chuyện nhà của tôi liên quan gì tới bà? Sao không liên quan? Chị Diệu là chị của tôi nha. Tôi nói cho mấy người biết, mấy người mà ăn hiếp chị đừng có trách tôi nha. Còn hai đứa này, mới bề lớn mà đã lì đã hổn rồi. Mấy đứa có phước lắm mới gặp được dì Diệu. Lo mà ngoan ngoãn nghe lời nghe không? Bà có quyền gì mà bà lo tôi? Tôi có quyền đánh mấy đứa nhỏ nhỏ hổn hổn ngang. Tính không? Bà kia, im. Anh hai, bà dữ quá à. Thôi em, để từ từ chị dạy lại tụi nó. Mẹ, mẹ lúc nào cũng bênh tụi nó hết á. Thì phải binh chứ con, binh để mới lấy lòng được bà. Nè, chứ còn gì nữa. Làm bộ làm tịch tốt với tụi bay thôi. Bà mà lấy được cái nhà này là bà tống cổ tụi bay ra đường ở đó. Đúng rồi. Hai đó. Hai cái bà này có im không? Hả? Không thôi là tôi xử hai bà ngay tại chỗ này, có tin không? Mày làm gì? À, tôi là ca sĩ cao sang, tôi không có chơi với phường lung manh đâu ha. Mày mà làm dữ, tao kêu công an tới hốt cổ mày đó. Ừ, kêu đi, tôi thách bà đó. Tôi hú một tiếng, một chục thằng giang hồ nó tới đây nó chém bà không đem bà bằng tiền nha. Cô Nga ơi, chị Thu quen nhiều giang hồ lắm đó cô. Nghe không? Bà Diệu, em mà kìa, bà giải quyết sao giải quyết đi. Thôi, em, kệ họ đi. Chị đúng là chịu đựng hay thiệt. Em mới ở coi chút thôi mà sôi máu đây nè. Thôi em về. Dì về nha. Có gì tới báo cho dì biết. Dì xử hết mấy cái đám ăn hiếp mẹ con nghe không? Dạ. Chị cảm ơn em nhiều nha. Khi nào rảnh nhớ ghé chơi với chị với thằng An nghe. Chị á cũng đừng có tốt bụng quá, không thôi thiệt thòi cho mình đó. Chị biết rồi. Thôi em về. Dì về nghe. Dạ, dì đâu về. Kiệt, Thư, An, ba đứa con dọn dẹp nhà đi. Bà là giúp việc, bà phải làm đi, mắc gì em tôi với tôi làm. Đó giờ, hồi đó giờ bà có kêu tụi tôi phải làm cái gì đâu. Thì hồi xưa còn ba tụi con, bây giờ ba tụi con chết rồi, thì bây giờ tụi con phải làm hết trơn đó. Chị đừng có nói bậy, tôi chỉ muốn tập cho tụi nhỏ có tính tự lập thôi. Tụi tôi không có làm đâu, bà tự làm đi. Bà mà dám hành hạ em tôi với tôi á, tôi vô phòng, tôi mấy bà nội á, rồi mấy cô Út luôn. Tụi tôi còn nhiều bài học lắm, sắp thi rồi. Thuê bà tới làm giúp việc nhà thì bà làm đi, mắc mới gì sao tụi nhỏ. Mấy đứa, sao sùm quá vậy? Má bệnh mà nghỉ cũng không được hả?
Thiệt là tội nghiệp bác Sang quá đi. Bệnh mà cũng không yên nữa. Hồi xưa bà làm được thì sao bây giờ bà sai mấy đứa nhỏ vậy? Thôi được rồi, tôi sẽ làm. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn chuyện gì, đi chỗ khác cho tôi dọn dẹp. Ai rảnh mở đây? Mấy đời bánh đúc có xương. Để coi bà giả bộ bà hiền cho tới bao giờ ha. Nè, nhà mà có chuyện gì á, qua kể cho dì nghe liền nghe không? Mình vô phòng học bài đi anh hai. An, con giữ em giùm mẹ. Để mẹ dọn dẹp rồi mẹ đi chợ nghe con. Con không nghe lời thì mẹ la con. Sao mẹ không chịu la tụi nó? Để từ từ, mẹ sẽ nói chuyện với anh em Kiệt sao? Con ngoan, con phụ mẹ nha. Ôi, nín nín con nín. Rồi, qua anh Bồng nghe. Đây, đây, đây. Nín nín nín. Thương nha. Kiệt, đừng chơi nữa, học bài đi con. Chừng nào tôi học thì kệ tôi. Sắp thi rồi, con ráng học lên. Bà im giùm cái đi, bà lại nhảy hoài. Mẹ kể đi, nó không học nó thi điểm thấp ráng chịu đó. Mẹ quan tâm nó làm cái gì? Ê thằng kia, mày nói gì mày? Tao học sao thì liên quan gì đến mày? Ai mộ mày hổn với mẹ tao? Mẹ mày chứ phải mẹ tao đâu. Mắc gì tao không có quyền được hổn. Mẹ An, học bài đi con. Đừng cãi lộn ôm sùm để cho bà ngủ. Bây giờ mẹ qua chiếu bài con đi. Con không biết làm bài này. Con học đi nha. Dạ. Đâu, để mẹ coi. Bài nè mẹ. Ngồi khép cái chân lại coi. Trước giờ con cũng ngồi vậy mà. Có ai nói gì đâu. Mày trả treo không, trả treo không? Cô mà dám đánh con vô mét nội á. Mày gan quá, mày vô mày mét tao coi thử coi. Hổn láo trả trèo tao hả? Cô Nga, chỗ còn đi được, sao cô còn giành với thằng Kiệt? Ủa đâu có ai ở nhà đâu, mà đóng vai gì ghẻ tốt bụng vậy? Ai coi? Bà cũng không có tốt đâu. Đó, nghe cháu tôi nói chưa? Làm ơn, bớt đóng kịch đi. Tôi không có đóng kịch. Ở nhà cơm nước có chưa? Tôi có chừa phần cho cô dưới bếp á. Bà kia, bà chừa đồ ăn kiểu gì vậy? Chừa cho mèo ăn hả? Chứ người đâu mà ăn nhiêu đó. Nè, bà có ăn sáng ăn bớt không? Từ trước giờ tôi vẫn nấu như vậy, vừa đủ cho mọi người ăn. Nấu dư hâm tới hâm lui ăn không có ngon. Hồi sáng cô đi vội, tôi còn chưa lấy tiền chợ tháng này thì lấy đâu ra mà ăn sáng ăn bớt. Trời ơi, ý là bây giờ nhắc khéo để tôi đưa tiền đó hả? Không phải, tại cô nói nên tôi mới giải thích. Mà bác cũng nói là cô đưa tiền chợ cho tôi. Đưa tiền theo ngày đó, chứ đưa theo tháng rồi bà hốt tiền bà đi sao tôi biết được. Cô đưa theo ngày cũng được, nhưng đưa nhiêu đây, sao đủ tiền ăn một ngày? Trời ơi, thì bây giờ không đủ, mình làm sao cho nó đủ thì mới hay. Với lại bây giờ anh Phong anh mất rồi, ai đâu mà làm ra tiền. Bây giờ cô tính làm khó tôi đúng không? Tôi không có làm khó gì bà hết á. Nếu mà cảm thấy không đủ á thì mình ăn kho khô, kho quẹt, nước mắm gì đó, miễn sao thấy no là được rồi. Dạ. Con vô trong của nó bà nè. Mày dắt An, mày An. An. An nhỏ đi, đứng lại vô. Ba ơi, cái thằng kia. Ba ơi bà. Gì vậy con? Con Nga không chịu đưa tiền cho mẹ con đi chợ của bà. Ủa sao vậy? Không đưa tiền cho mẹ mày hồi nào hả Nguyễn nhỏ? Nhưng mà con đưa chút xíu à, không đủ tiền với mẹ mua đồ ăn. An, sao con lại làm phiền ba? Đừng có ở đây làm bố làm tịch.
Bà mà không dạy nó thì nó biết gì mà vô đây nó mép. Nè, má dặn con mỗi tháng đưa 600 ngàn tiền chợ cho con Diệu nó đi chợ. Con đưa chưa? Con đưa rồi. Con đưa theo ngày chứ bộ. Cô bao đưa nhiêu? Ngày có 10 ngàn rồi bà. Mày, trời đất, đưa 10 ngàn rồi con tính cho má ăn cá trường kỳ hả con? Thì nhà mình bây giờ còn có ít tiền bán quán phở à, phải xài làm sao cho tiết kiệm chứ má. Con đừng có nghĩ má không biết nha. Con lấy tiền con mua xe, rồi con sắm sửa con đi chơi các kiểu. Con đưa hết tiền bán quán phở cho con Diệu nó giữ đi. Má, con mới là con của má. Con bà, má là người ngoài mà. Má làm ơn đừng có nghe lời ngon tiếng ngọt của bà nữa má ơi. Má không có muốn nhắc lại nữa. Con còn cãi má đó thì ra khỏi nhà đi. Bác, hay là bác để Nga đưa tiền cho bác giữ, rồi hàng tháng bác đưa lại cho con. Chứ giữ tiền trong mình nhiều như vậy, con sợ lỡ sơ sẩy mất nữa. Ừ, má không cho con giữ thì má giữ đi, chứ đưa cho bà rồi bà hốt đi rồi nhà mình lấy tiền gì mà xài. Má đầu hai thứ tóc rồi. Con Diệu là người ra làm sao á, má biết. Nếu con ngại thì thôi, cứ để tiền trong phòng bác đi, rồi sắp tới con cần bao nhiêu thì vô lấy. Dạ. Đi lấy tiền mau đi. Không thẳng từ từ chứ, làm gì thấy ghê quá. Tánh nó hồi đó giờ là vậy. Con nể tình bác, con đừng có chấp nó nha. Dạ, không có gì đâu bác. À, An, con xếp tập vở lại đàng hoàng. Con nghe không? Mai mốt con không được phép làm như vậy nữa. Bà đang mệt, không được có chuyện gì con cũng vô làm phiền bà. Nhưng mà tại con không chịu đưa tiền cho mẹ, con cho muốn mẹ bị ăn hiếp rồi, sao mẹ la con? Chuyện người lớn con không nên xen vào như vậy. Mẹ sẽ tự biết cách xử lý. Mẹ không muốn có lần sau nữa, con biết chưa? Mẹ cứ la con hoài à, con có làm gì sai đâu. Kìa kiến thư á, làm biếng mà còn hổn nữa. Sao mẹ em chưa la tôi nói đi? Con nói chuyện như vậy với mẹ hả? Con mau xin lỗi mẹ, hay muốn mẹ phạt con? Xin lỗi mẹ.